Một cái nữa. Nào con Thái. Chào buổi sáng cả mọi người nha. Sáng hôm nay Sang đang ở nhà sau bao nhiêu ngày đi vào rừng cùng với nhóc Quỳnh ở trong đó. Và sắp tới đây thì Sang sắp có một cái chuyến đi rất là dài nữa. Nên hôm nay Sang quyết định là sẽ ở nhà một vài ngày gì đó để mà chơi cùng với con. Tại vì hổm rày đi vào trong rừng thì rất là nhớ nhà luôn. Nên hôm nay thì sẵn tiện quay lại một cái video. Video này kiểu dạng như là Sang sẽ quay về một ngày bình thường của Sang. Nếu như không có đi vào rừng thì Sang sẽ làm những gì ở nhà. Sáng nay thì Sang dậy rất là sớm để mà quay cái cảnh mặt trời mọc lên đó mọi người. Bây giờ thì mới là 5 giờ mấy thôi. Ở Sang chỗ mùa này thì nó rất là lạnh nha, do nhà Sang ở trên đồi á. Và ở đây là cái khung cảnh nhà Sang vào buổi sáng sớm này. Ở đây rất là yên tĩnh luôn, không nghe được tiếng xe cộ gì hết cả, do nhà Sang cách đường rất là xa. Xung quanh đây thì xa xa mới có một căn nhà. Ở đây thì vào buổi sáng sớm mình chỉ nghe được tiếng chim nó hót thôi. Còn đây là nhà Sang. Phía trước thì có cây điều, năm nay thì nó lại ra bông nữa. Cây này thì năm nào cũng ra bông hết cả. Bé Mai với em bé thì còn ngủ trong kia, do trời rất là lạnh nha. Em bé thì nó không dậy sớm nổi đâu. Còn mẹ Sang thì đi làm rồi. Lạ, đứa nè. Còn đây là con chó nhà Sang. Hôm nay Hậu có đi học không? Không. Vậy về đi rồi chiều xuống chơi nha. Ở nhà Sang thì chiều nào nhóc Hậu cũng xuống nhà Sang chơi, xong rồi ngủ lại một đêm hết cả mọi người. Do Sang thường xuyên đi vào rừng nên có nhóc Hậu gần nhà, nhờ nhóc Hậu đến mà giữ nhà cùng với Sang, ở cùng với bé Mai với mẹ Sang cho đỡ lo. Sáng đang còn buồn ngủ. Không biết chỗ mọi người thì có lạnh hay không, nhưng mà ở chỗ Sang thì thời tiết lạnh lắm luôn nha. Nhưng mà sáng nào thì bé Mai cũng dậy sớm cùng với Sang để mà ẩm em bé ra ngoài để tắm nắng. Đây, mắt thì vẫn chưa mở lên được, đã ẩm ra ngoài rồi. Tại vì nắng buổi sáng thì tốt cho sức khỏe nha mọi người. Ôi, ho luôn. Ho luôn rồi. Rồi, giờ thì cho em bé tắm nắng nha. Mặt trời đang lên rồi. Thì cho em bé phơi nắng ở trên kia nha. Còn Sang bây giờ thì có một cái nhiệm vụ là sẽ đi chợ để mua một số đồ về mình nấu một cái bữa ăn sáng. Tại vì bây giờ đang là dịch bệnh nên cũng không có ra ngoài để ăn, mà Sang sẽ nấu đồ ăn ở nhà nha. Nhà Sang chạy lên chợ thì cũng khá xa nha mọi người, khoảng tầm 10 cây số mới tới, nên phải chạy xe đi. Thôi giờ Sang đi chợ nha. Rồi. Rồi đi lên nè. Đi lên. Sang vừa mới đi chợ về mọi người, mua đủ thứ đồ luôn. Tại vì chỗ Sang dịch bệnh nên mỗi lần đi chợ thì đi cho 2-3 ngày. Này thì mua củ cải, cà rốt này kia, xíu nữa thì sẽ nấu nuôi đi ăn sáng nha. Còn sáng nay thì hai vợ chồng sẽ ăn bánh. Mua một bánh tầm. Sang đây mua 2 hộp bánh tầm nha. Đây. Chuyến nuôi này nhiều lắm á. Bữa sau mình nấu nữa. Nấu cũng phải. Còn đây là cái con mèo mà Sang bắt nó từ nhà hoang về đây. Hôm nay mọi người xem đi. Lớn rồi nên phá lắm. Thì đang chuẩn bị đồ để nấu nuôi phía sau. Còn phía trong đây thì em bé đang ngủ nha mọi người. Do buổi sáng là dậy sớm để mà đi phơi nắng nên giờ thì phải ngủ bù nha. Đây này. Giờ thì Sang nó khẽ khẽ để cho em bé nó ngủ ở đây thôi. Chứ một hồi mà thức dậy là khóc sùm hết. Giờ phụ bé Mai nấu nuôi nha. Ơi.
Bé Mai thì nấu ăn sao? Còn bây giờ thì Sang có nhiệm vụ là cho em bé uống sữa nha. Sang định là cho em bé uống sữa để cho bé Mai nấu nấu nuôi mọi người. Sang định là cho em bé uống sữa để cho bé Mai nấu nuôi, nhưng mà Sang cho uống nó không quen, mọi người nó không chịu uống mà nó khóc không à. Nên thôi giờ cho bé Mai cho em bé uống nha. Thì hôm bữa Sang có quay cái video là đầy tháng cho em bé loay hoay đó, thì hôm nay em bé của Sang đã được 3 tháng rồi, 3 tháng tuổi rồi. Nhiều người hỏi Sang là em bé nhà tên gì, thì bé Mai đặt cho em bé ở nhà tên là Bối Bối nha, còn tên trong giấy khai sinh á là tên là Bảo Ngọc. Bối ơi. Hả? Bối ơi. Sang ngồi chơi một xíu thì em bé nó buồn ngủ, giờ để cho em bé lên trên võng ngủ nha. Còn Sang thì sẽ đi ra ngoài rẫy cùng với nhóc Thái. Thái thì nó vừa mới chạy qua nhà Sang. Thì không biết là bên kia đi Thái. Không biết là mọi người ngày nghỉ thì mọi người thích làm gì. Còn Sang nếu mà không có đi quay video thì Sang thường đi ra rẫy để chăm sóc mấy cây mà Sang trồng á. Thì vườn của nhà Sang thì có trồng mấy cây mít nha mọi người. Ở phía trên kia thì có mấy cây mít có trái. Giờ Sang sẽ cùng với nhóc Thái đi hái một số trái mít ha. Trái nào già thì mình mang đi bán, với lại kiếm một số trái mít chín để ăn, tại vì lâu cũng không ra vườn. Mít này thì Sang vừa mới trồng đây thôi, cũng không lâu. Cái loại này thì trồng cứ 18 tháng là có trái nha mọi người. Người ta gọi là mít siêu sớm hoặc là mít Thái á. Lúc trước cái rẫy này của Sang thì lúc đó là trồng cà phê với lại là trồng chôm chôm, nhưng mà chôm chôm cà phê thì không có thu á, nên Sang với mẹ là quyết định trồng mít, có cái vườn nhỏ nhỏ để có cái để ra mình thu nha. Giờ thì phía trên đây thấy mấy cây trên đây có trái, cây có ba trái bự. U thơm ha, có trái chín ha. Ở đây cây mít ở đây có ba trái nè mọi người. Cái mít này là trái bối nha, trái nào chưa chín. Ui trái này to hơn Thái này, trái này chín nè. Này nhìn màu là biết nó chín liền à. Thử coi thơm không? Thơm. Rồi. Mềm lắm. Rồi, rồi, cắt đi. Trên này. Anh đỡ không nổi đâu. Rồi anh cắt cho Thái đỡ đi. Nó nặng lắm. Rồi. Một cái. Trái này thơm nha. Sang hái trái này đi. Trái này bỏ qua bên kia đi, lát đem về nha. Trái chín thì người ta không mua nha mọi người. Còn những cái trái này Thái nhìn đi. Trái này nè, trái nó già, nó mở hết mạng ra như thế này á thì người ta mới mua nha. Xuống này, này, cái này cũng được nữa này. Rồi, bỏ ra lát mình cân rồi xong mình đem đi bán. Đây một cái, bên đây nữa. Hai trái rùa ra bỏ một chỗ rồi thôi. Đó. Đây mọi người xem trái mít này, chắc còn to hơn cả nhóc Thái nữa. Hai trái thôi là đầy xe rùa nha. Một cái này thì nó tận tới mười mấy 20 kg á, nhưng mà mít thì năm nay rất là rẻ luôn. Trái này bán kiểu như cho vậy, nó có 2.000 một ký thôi. Ai nói mít Thái tới một triệu một trái hả Thái? Mít Thái thật ra có trái này 2.000 một ký, một trái chỉ có 40.000 thôi, mà có khi còn không có người mua đó. Chín thì không bán được, lát mình để về ăn sau nha. Giờ thì Sang với Thái lại tiếp tục đi cắt tiếp. Một cây nhỏ nhỏ thôi được, đây được ba trái rồi. Còn đây là cây chôm chôm, không phải hửi đâu. Mít này thì cắt là không phải hửi, nhưng mà người trái này chưa già này. Người ta xem cái phần mạng nó ở trái đó được, cái phần mạng nó nở ra chưa. Rồi đưa dao đây mình thay đỡ nha, hai tay nha, nặng lắm á. Một trái nữa, với lại là người ta xem là cái phần mũ á, nó ra có kẹo hay không, có đặc hay không, hoặc là nghe tiếng. Trái này chưa này, trái này tuần sau. Rồi tiếp tục đẩy đi, một cái nè, đẩy mệt mỏi luôn á. Rồi, thay đổi trái này luôn. Ở đây có một trái đó nha mọi người. Cái này thì Sang trồng được có mấy cây à, nhưng mà cây nào nó cũng có trái cả. Ui chặt chạy mũ luôn.
Ui, trái này là to lắm luôn rồi nè. Trái đây nha. Rồi để nói không? Lui ra ngoài kia, để ngoài đường á, các hai anh em mình đẩy gì. Bốn trái rồi đúng không? Dạ. Rồi bỏ cho đưa ra cho anh. Đi, đi. Cái trái này hơi bự. Hai tay đỡ cứng nha. Ui, trái trên kia cũng bự nữa kìa. À, do cây mít á, sang chỉ để một hai trái thôi mọi người. Nên cái trái rất to, mọi người xem trái này nè. Rồi, một trái nữa. Nặng tay. Đây, cũng đỡ cho. Rồi, xuống. Trái kia luôn. Thấy họ hử trái dưới đó chính không? Trái đó già đó, nhưng mà trái nhỏ gì người ta không mua đâu. Thì chính, để cho nào chính đó ăn. Cái này sao tới ta? Phải leo quá. Leo mới tới nữa. À, chưa chín thôi, chưa già. Chưa già, từ sau mới được. Rồi, đi tiếp. Chưa già thôi. Vậy là hết rồi. À, nguyên cả một vườn của Sang thì được có 5 trái thôi nha mọi người. Giờ là hết hết mít rồi. Mấy anh em Sang sẽ đổi qua hái bưởi nha, tại vì ở đây có cây bưởi trên vườn nhà Sang, trái nhiều lắm. Rồi hái đi. Trái kia trái chín kìa, hái đi hái. Trái này cũng là trái chín này. Trái chín của trái bưởi thì mọi người thấy là cái đồng tiền phía dưới của nó thụt vô nha. Nhà Sang thì có hai cây bưởi, nhưng mà cây nào cũng sai trái cả. Ôi, trái này chín lắm à. Rồi đặt lên luôn. Bưởi thì hái về ăn thôi. Bưởi này thì không ai mua đâu. Bưởi này chỗ nhà Sang là bưởi ruột đỏ mọi người, bưởi lông hồng á. Bưởi này thì nó rẻ lắm, với lại là mình không xịt thuốc á, nó chua. Cái đó được á thấy. Này, cứ xem cái đít nó mà nó lúng như vậy á thì được. Thấy một hai trái gì ăn thôi. Ừ, một chùm đó, chùm to. Sang không hái nó rụng đầy luôn rồi. Ừ, hai trái bên đó chín. Ừ. Cây bưởi nhà Sang thì rất là sai trái luôn nha mọi người. Chi tiết là loại bưởi này thì không bán được đâu. Chỉ trồng để ăn thôi. Tại vì nó chua lắm. Một trái. Ê, trái dưới chín luôn rồi ta. Ừ, trái đó chín. Chiền trái đó cho. Đó, hái về một xíu nữa cho Thái nó đem về nhà này. Đó. Với lại là một ít ăn. Cây này trồng để ăn thôi. Rồi xuống đi. Chắc chắn lên. Rồi đẩy ra. Đi hái nguyên cả vườn luôn mọi người. Thì đây là toàn bộ thành quả của Sang với nhóc Thái thu hoạch được nha. Thì được ở đây 6 trái mít với lại mấy trái bưởi. Mấy trái nào chín đâu, cái này đúng không? Rồi Thái đặt lên cân được bao nhiêu ký. Trái chín là trái nhỏ nhất nha. Trái nhỏ chứ nó cũng được khoảng tầm 9 ký. Trái này 9 ký, mở xuống đây, trái đó thì không bán được nha. Rồi trái lớn nhất đâu. Đây. Cân trái này coi. Ừ. Trái này thì 15 ký quá. 14 ký nha. 13 kg nha mọi người, 13 với lại 48 là 61 kg nha. Tổng cộng 5 trái mít này là được 61 kg. Trái kia 9 kg nữa là 70 kg ha. Rồi đặt xuống đi. À, mít này thì rẻ lắm nha mọi người, chỉ có 2.000 kg thôi. Xác định là mang đi bán. Nhưng mà thôi, để lại khi nào nó chín thì mang qua cho mấy đứa nhóc nó ăn nha. Ăn cho đã chứ bán cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu. 60 kg này thì được 120 ngàn. Ở đây thì có một trái mít nó chín rồi mọi người. Rồi thì Sang sẽ chẻ ra để ăn cùng với nhóc Thái tại vườn luôn. Rồi chẻ Thái ơi. Ăn tại vườn vậy thì nó mới ngọt nha. Ôi trời ơi, nặng luôn. Rồi để nó chạy. Ui mọi người xem cái mít này là ngươm nha. Cái loại mít Thái thì nó thơm cực kỳ luôn, với lại là cái phần muối của nó không bị nhão đâu, nó rất là thơm luôn. Giờ bổ trái này ra để ăn nè. Bổ cái đó đi. Bổ cái đó, ở này để mì cho chị ăn. Hai này mình ăn hết. Sang với nhóc Thái ăn nửa trái nha mọi người, còn nửa trái thì xíu đem về cho bé Mai ở nhà với mẹ. Thành quả sau bao nhiêu
bao nhiêu tháng mình trồng nha. Cái loại mít Thái này á, khi mà nó chín thì nó ít mủ lắm. Rồi của Thái nè, ăn hết miếng này luôn. Nè, còn miếng này của Sang nha. Cứ gọt thôi, bỏ cái cùi đi. Thôi giờ mời tất cả mọi người ăn mít với Sang. Mít từ tay mình trồng, xong nó chín từ tay mình hái và từ mình gọt ra để ăn. Thôi mời cả mọi người nha, mọi người xem từng sơ mít này. Đó, đây là cái sơ của nó nha, không phải cái muối. Ui, mời cả mọi người. Ngọt ha. À, muối này ngọt ngay đúng không mọi người. Cái loại mít Thái này á, ăn nó thơm, nó giòn, nó ngọt rất là nhiều đó. Cái mít thì ăn ngọt quá gắt thấy cụ hồng mọi người, nên giờ sẽ đổ qua trái bưởi nha. Để xem cái bưởi này nó ngon hay không. Rồi, Thái ăn ngon. À, mọi người xem đây là cái phần muối bưởi nè. Nó có màu hồng hồng như thế này nha. Đó, cái trái. Ăn cái trái này thì chua lắm á. Cũng được, không chua mấy. Nhưng mà quá chua luôn. Tại vì Sang đáng ra thì nó cũng không chua lắm đâu mọi người. Nhưng mà Sang với mấy nhóc á, Thái á, vừa mới ăn mít xong. Mít thì ngọt, ăn qua bưởi thì nó chua. Nhưng mà đỡ gắt hồng á. À, mọi người thấy cái cuộc sống dưới quê nó thoải mái không? Mình thích ăn cái gì thì mình trồng cái đó. Khi một vài năm sau nó có trái thì mình thu mình ăn. Đôi khi cuộc sống như vậy á, lại hạnh phúc. Chín năm Thái. Thì Thái xuống luôn đi. À, ở nhà Sang ở đây có hai cây sầu riêng mọi người. Ở đây thì nó được 4 trái nha. À, nó rụng sẵn đây hai trái này, còn hai trái thì ở trên cho anh Thái nó hái luôn. Thả đại đi, sống mà. Một trái. À, cái này không hái thì con sóc nó cũng ăn à, nên hái luôn, hái lúc còn sống luôn để mình xíu về mình nướng ăn nha. Rồi xuống đi. Cây này thì là đợt ra trái đầu tiên của nó đó. Sầu riêng này thì trồng lâu lắm mới có trái nha mọi người. Đây, đây được 4 trái. Hai trái chín từ rụng này. Đây là hai trái chín từ rụng. Từ rụng nha, rụng được mấy bữa rồi đó. Lâu rồi đó. Trái kia nữa. Bên đây là hai trái nhóc Thái nó hái nha. Rồi đem vô. Đem vô đi rồi chiều chiều có ăn hậu xuống nữa mình nướng nha. Lâu rồi không ăn sầu riêng nướng. Do cái sầu riêng này sao không bỏ phân á, nên nó không được to lắm. Đây đây đây, một trái ăn kìa. Rồi vô. Đây. Đau á. Ây da. Rồi vô. Lấy xe rùi mít nha. Bây giờ thì Sang với anh Thái về nha. Đẩy xe rùi mít về nè. Bên đây có ăn cây đó nè. Nhưng mà cây này không có trái. Bây giờ là 5 giờ chiều nha mọi người. Sang vừa mới đi cắt mít về á, thì nhóc Hậu nó cũng vừa mới học về. Xong nó chạy xuống dưới Sang. Mấy anh em đốt đây một đống lửa để nướng 4 trái sầu riêng mà mình hái được ngoài vườn á, để tối nay ăn. Sang hỏi mọi người ở đây một câu nha. Tại sao chúng ta không chọn một cuộc sống bình yên để sống? Câu hỏi này khó trả lời quá đúng không? Tại vì mỗi người ở đây có mỗi công việc cũng như mỗi cuộc sống khác nhau, không ai giống nhau hết cả. Nên có lẽ là mọi người sẽ trả lời một câu trả lời khác nhau. Nhưng mà đối với Sang á, cuộc sống của Sang như vậy á, là quá đổi bình yên rồi. Sang cảm thấy rất là hạnh phúc luôn. Sang có chỗ để đi, cũng như là có nơi để về. Nhưng mà quan trọng nơi Sang về á, có những người yêu quý đợi Sang. Đôi khi công việc của Sang á, thì nó hơi vất vả một chút, nó hơi cực một chút. Và cũng như là Sang rất ít có thời gian dành cho gia đình. Nhưng mà những cái ngày như thế này á, thì mọi người xem này, nó vui lắm. Giờ thì cho mấy đứa nó nướng mấy trái sầu riêng này ha, để mà một hồi mình ăn tối. Còn bé Mai ở đây thì đang chuẩn bị tắm cho em bé. Ngủ dậy lúc nào cũng cười hết cả mọi người. Sầu riêng mấy đứa nhóc nướng á, cũng đã chín rồi nha mọi người. Giờ thì tách ra nha. Sầu riêng. Ôi đây này, sầu riêng nhà Sang thì không có được mấy muối mà nó còn nhão nữa.
nướng lên thì thấy nó vàng. Rồi để dĩa xuống, để dĩa xuống. Đó, một miếng. Mình nhảo nướng xong rồi. Trái này chín rụng nè, trái này đáng ra là không nướng nè.